Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Mỗi người một con thôi, lấy giùm đâu được. Nè, mỗi người một con. Rồi, xong. Xong rồi. Xong rồi. Xong anh lấy ba lần rồi. À, thì ra tên này. À, thì ra tên này thích chuốt lấy cây đắng. Anh Tuấn. À. Anh Tuấn. À. Mày quá Tuấn rồi. À. Yeah, hay dữ vậy trời. Mày quá Tuấn rồi. À. Yeah, hay dữ vậy trời. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Luật chơi vô cùng đơn giản, mời tách ra hai bên. Thôi để nè, 4-3 luôn nè. Để Nguyên về chơi luôn đi, để Nguyên về chơi luôn đi. Ủa gì vậy? Mời tách ra hai bên. Thôi để nè, 4-3 luôn nè. Để Nguyên về chơi luôn đi, để Nguyên về chơi luôn đi. Ủa, đẹp luôn rồi đó, tuyệt vời. Cái đó là ấy quá, cái đó là có sự sắp xếp quá. Em thấy anh Vinh không cần. Vì em không cần. Anh Vinh ok á. Em ok. Không, thấy không ok. Không. Ủa, tôi không cần, lắm. Tôi không cần anh nữa. Cần anh nữa. Sao không cần? Để lựa lại đi anh giúp em. Thả nạn rồi anh Huy. Tụi em nặng mận lắm. Nặng lắm tụi em. Vì sao anh Vinh phải chọn hai đêm? Thật sự là qua mùa mới rồi, anh thấy những tập trước chưa? Tụi tôi là người chiến. Không có tập nào vậy? Tập nào? Tụi tôi đâu có thiếu gì. Làm sao vậy? Đâu có thiếu gì. Cái gì vậy? Đâu có thiếu gì. Thiếu không thiếu nhiều lắm chứ không có gì. Cái câu là cái gì luật? Nói cái câu vô nghĩa, tôi không thiếu gì. Trong khi là mình là cái đứa mà thiếu mà nói kỳ cục. Thì ngoài kiến thức ra. Ngoài kiến thức ra. Cái chương trình này là chương trình kiến thức. Mà ngoài kiến thức ra. Cái mà cần nhất của nghệ sĩ cũng quan trọng là kiến thức. Mà nói tôi ngoài kiến thức ra. Mà tự hào lắm nha. Con bé không phải là không biết nói đâu. Con bé nó đang tạo miếng mảng cười thôi. Nè bây giờ nghiêm túc nói ra cho khán giả nể mình là một gái cai lại nè. Anh muốn cái gì là tụi em có cái sự đó. Sự mưu trí, sự nhạy bén, sự lanh lẹ, sự khỏe, sự thấu hiểu, sự chia sẻ, sự quan tâm, sự đồng cảm. Ủa em cái gì cũng có. Em chỉ có một thứ thôi. Gì vậy? Sự cô đơn. Sự cô đơn. Đau à, đau. Trời ơi, đau quá. Đó, anh thấy đứa nào cũng có vấn đề hết trơn á, vậy mà bắt tôi lạnh. Rồi đi qua kia đi, đi qua kia đi, tụi tôi không cần anh nữa. Đây. Bây giờ tôi sẽ quay cái quả bóng này. Ok lắm, anh đứng ok lắm. 360 độ, tôi chỉ đứng một vị trí thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là cứ tiến vào và lấy lỗ bông. Ai lấy được mà không bị trái bóng này chạm, kể cả lúc vào và lúc ra thì sẽ về một đội. 4 gấu bông sẽ là 4 chiếc vé vào chung một đội. Những người còn lại sẽ về một đội và bị phạt. Ok bạn. Rồi. Hình phạt đầu tiên ở trò chơi này nó ảnh hưởng tới tất cả tâm lý cho những trò chơi khác. Rồi. Mình diễn đấy chung ra. Sân khấu với nhau đó. Em làm sao đi, làm đi. Ủa gì ghê vậy? Anh Tuấn lấy cho em đi, anh Tuấn. Ủa sao 360 làm gì có cái chuyện mà anh hỡi xuống người ta? Hết. Anh Tuấn lấy cho em cái gì Ngọc luôn nha. Đó đúng rồi. Anh lột ra, từ từ người đi, anh lột ra, anh lột đi. Anh vô về vô là chết người anh Giang ơi. Hay dữ vậy? Ờ. Ây da. Anh lật vô anh lật. Đúng rồi, chưa vô mà. Đâu thôi, mỗi người một con thôi, lấy giùm đâu được. Nè, mỗi người một con. Rồi, xong. Xong rồi. Xong rồi. Anh lấy ba lần rồi. À, thì ra tên này. À, thì ra tên này thích chuốt lấy cây đắng. Đúng rồi. Vậy là 4 người mình là một đội rồi. Chưa bị phạt đó. À, đội thắng 4 người. Tôi ước gì mà hả, giờ lắp bị dạ về bên này nó ngon ha. Thôi anh ơi, hỏi luôn. Nè, đúng rồi. Anh nói cho em nghe, bây giờ lắp bị dạ về đội em nữa là tuyệt vời luôn. Một mình lo cho ba mẹ. Có đứa con này mà có yếu hơn em. Vậy sao anh không nghĩ là mọi người lo cho em? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ủa vậy hả?
Anh yên tâm, có chị già nữa là tim mình mạnh lắm. Phải không? Đúng vậy. Rồi đi, để anh lấy. Anh quên, đừng lấy, để chị già lấy cho. Quýt xa. Ê trời ơi, anh quay mấy tiền tình luôn trời. Ê dạ ơi, hay quá. Trời, anh cố tình về bên kia. Lực ơi, tôi cứu lực đó. Này là thua mà. Tôi cứu lực đó, lực ơi. Rồi dính chưa, chưa hả? Chưa. Bây giờ vô lấy, tụi em muốn thêm một người đúng không? Đúng rồi. Anh cho thêm một người để cho người ta cố gắng để vào đội của mình. À vậy hả? Phải nỗ lực lên. Cố lên trời ơi. Ôi, để em cho. À, ôi trời tiếc quá. À, ôi trời tiếc quá. À, sao em dở vậy nè? Như vậy là mời đưa qua đây. Đúng như, đúng như dự đoán. Đúng như dự đoán. Ủa sao nó ba năm không vậy? Em nghĩ là em sẽ bị thua mà sao anh không đánh đây. Qua đây, 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 qua đây. Riêng mùa này MC cũng là người chơi xuyên suốt dành cho những đội nào thiếu người. Yeah. À. Ủa? Ủa? Nè, mọi người hãy nghe lại tiếng nhạc nè. Thật sự Quang Tuấn rất là vui khi về đội ba cô nương đây. Năng lượng tích cực là được. Đúng vậy. Mình sẽ tạo khác biệt. Cái này nhanh lắm anh ơi. Nói cái này nhanh quá vậy. Tại vì phải nhanh, thứ nhất là để các bạn khỏi bị tán, thứ hai là các bạn phải đọc. Thứ hai là các bạn phải đọc được cái phép tính. Phép tính. Phép tính. Như vậy là Minh Dự đã có một chiếc vé về một đội chiến thắng. Việc bây giờ của Dự là giải được phép tính. Chưa nha, tiếp tục chưa được nha. Máu có mình Dự thôi nha. Ây da. Thí Ngân về trong đội Minh Dự. Rồi, rồi Lam Tử Dạ đã về chung đội với Minh Dự và Thí Ngân. Chưa. Chưa, chưa. Thôi cái kẹo đó ăn đi. Ê, chứ cái kẹo đó bắn nhầm bắn nhả ra nó ghê quá à. Trời ơi, cái chỗ này ghê quá, tôi qua chỗ này đi. Lam Tử Dạ đã về chung đội với Minh Dự và Thí Ngân. Việc bây giờ là giải phép tính và tìm ra cái quyền lợi. Bỏ tay xuống. Ê, em giải nè. Bỏ tay xuống. Em giải. Bỏ tay xuống. Rồi dồn đi rồi giải. Đúng rồi, Như Ngọc thì đúng rồi đó. 4 3 3 nhân 4 12 2 12 40 trừ 20 là 20. 20 trừ 12. Bỏ cho nó chạy. Bằng không. Bằng bỏ cho nó quay. Trừ 12 là 8. Không chính xác. Bằng không. Bằng không. Bằng không. Bằng không. Em bằng không trước. Em đúng rồi. Đáp án bằng không. Chưa thấy bên được đi. 20 x 2 là 40 nè. 40 chia 1 là 40, 40 chia 40 là không. Em ở dưới em nói trước rồi. Không, chưa thấy phải là người đó đầu tiên. Đúng rồi, nói dưới trước. Bây giờ đội thua sẽ bị phạt. Giới thiệu lại đi. Xin giới thiệu giọng ca vàng trong làng. Thưa quý vị, nhan sắc ngọt ngào, đầy quyến rũ, Ninh Dương Lan Ngọc. Và anh muốn một ca sĩ mà khi vừa cất tiếng hát lên người ta muốn nhét đồ vô miệng mình rồi. Anh không giới thiệu em cũng được, em tự giới thiệu. Lâm Bây Giờ xin kính chào quý vị khán giả. Đơn giản. Ủa, tụi mình chơi vậy thôi, khách mời không ai dám chơi nữa hả? Đó chứ. Ủa, còn phải có giới thiệu ai nữa chứ? Thưa quý vị, mỗi tập thì không thể thiếu khách mời được, đó là những người dễ thương. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một nữ nghệ sĩ duyên dáng. Cái gì vậy Ngọc?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta vỗ tay chào đón nghệ sĩ Lê Khánh. Xin chào Trường Giang, xin chào các bạn. Và Lê Khánh xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Đây là lần thứ bao nhiêu chị đến với chương trình? Dạ lần đầu tiên ạ. Vâng. Ủa? Dạ. Sao hỏi trong hậu trường giống như là chị đến lần thứ hai, thứ ba rồi đó. Hỏi gì ạ? Chị hỏi là mình ra mình có nhảy không? Tôi nói có. À. Ông chỉnh nhạc, ông ra cái nhạc cái tôi thấy bà Khánh ra bà... Chà, dịp nhàn cũng kỳ kỳ. Dạ tại vì... Ủa anh Luật, anh lớn tuổi hơn chị Khánh mà. Cái gì? Anh lớn tuổi hơn chị Khánh mà. Lớn tuổi nhưng mà nghề là chị Khánh lớn hơn. Không. Đó, tuổi nghề lẫn tuổi đời. Dạ. Mà sao mấy đứa này hay nhắc tới tuổi chị, anh chị em nghệ sĩ quá. Ủa? Tại vì có sự ngộ nhận đúng không? Tại dạ. vì rất nhiều người ngộ nhận như vậy và phải giải thích rất nhiều. Dạ, đúng là rồi. Tuy tiếng Luật vậy thôi chứ tiếng Luật nhỏ hơn Khánh vậy đó. Chị ơi, vậy thôi là sao chị? Vậy thôi là tức là cái nếp phong trần đó, chịu khó già dặn hơn những người đồng những trang bạn lứa. Đúng là tức là một sự hy sinh rất lớn mà không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để hy sinh được. Chị ơi, có mấy ai được như em, một mình em thôi. Chị binh em giống như chị đấm vô mặt em. Chị đang rất là thần tượng em á, một cái sự gan dạ rất là mạnh mẽ mà mỗi tiếng Luật mới làm điều đó là làm cho mình khàn hơn. Đó là lấy Thu Trang chứ. À, không, Thu Trang mạnh mẽ lắm mới lấy tiếng Luật chứ. Thôi thì như thế này, đây là lần đầu tiên chị đến với chương trình. Dạ. Thì chị có quyền chọn nhân vật cho đội gì? Chị. Tại sao những người lớn tuổi không về với nhau? Trời ơi. Rồi. Chị. Dạ Khánh Luật xong. Dạ Khánh Luật là những người có tuổi. Ủa chị nếu mà nói câu đó là anh Vinh lớn hơn. Chị đọc tên vô Khánh đặt hoa vậy chị Khánh. Em nói chuyện nghe nè chị. Sao? Dạ thì có sự mưu mô lắm nhưng không có sức. Do mưu mô quá cho nên bị rối loạn tiền đình. Em với chị với Vinh đứng bên này hợp lý quá trời. Hay, đúng là người lớn tuổi lúc nào cũng có những suy nghĩ sáng suốt. Không, chị lớn hơn ta. Không, về phía nam. Dạ, về phía nam, về phía nam. Thôi bây giờ nếu mà chia vậy thì tội cho bên đây quá. Bên ủa đây, sao vậy? Bên đây là... em gánh nặng lắm. Dạ, em muốn đi khám. Kỳ ha. Tội vì em. Thôi bây giờ mà, mình ngẫu nhiên đi. Ủa sao kỳ vậy? Hồi nãy em nói khác nha. Hồi nãy em nói là chị lớn. Ôi, chị đến chương trình đến này muốn nói gì nói thôi chị. Đó. Chương trình này á, hồi xưa không phải tên Bảy Nụ đâu. Cái tên chương trình là chào một quý vị đến với chương trình Ăn Sống Nói Lần Gió. Thôi bây giờ mời vào vị trí này. Chúng ta có 6 cái ống hút. 3, 2, 1, vô. Vô. Chúng ta sẽ có một luật chơi đơn giản. Cùng loại nước thẳng về với nhau. Rồi, vị trí đầu tiên là Lâm Vĩ Dạ. Dạ. Ngon lắm. Ngon lắm. À. Giống như là trà chanh á. Rồi, nước đường đó. Bây giờ là cay đắng, xin mời. À, Ngọc kìa, Ngọc kìa. Mạnh lên. Ô, về rồi chị Dạ ơi kìa. Ô, em rồi, để hút qua chỗ. Thôi mà, chỉ đường đó. Về Lâm Vĩ Dạ. Oh no, oh no, 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 no. Thủy Ngân. Hút đi. Ủa, sao nghe bỏ không vậy? Ủa, nước gì vậy mọi người? Hút lại coi. Nè, anh hút thử coi. Thôi. Sao cái gì mùi lạ? Chết rồi. Chắc hả? Giấm. Rồi. Cái gì giấm? Tiếng gần. Rồi. Hai, ba hút bánh. Mắm nè. Tới mắm nè. Rồi, giấm rồi. Giấm nữa hả em? Ổng xạo á, ổng xạo á. Ổng xạo. Chưa Thị Vinh. Đừng cho em gì đợi anh Luật nữa mà. Thôi, ghê quá vậy. Từ từ em. Rồi, giấm rồi. Ủa? Vậy là chị Lê Khánh đâu mà uống? Ờ, chị Lê Khánh uống. Nhưng mà nước này ngon không? Sao cái ống chị Khánh to thế? Chủ quá, chủ quá. À, rồi, chị Lê Khánh là giấm luôn. Giấm. Qua đây. Trời ơi. Ủa dạ, không giấm đi bên kia hết là... Từ từ, bình tĩnh. Bốn người trong này có một người nói dối là giấm. Là tôi. Tại sao mình uống nước bình thường mà mình nói dối là giấm? Tôi thấy bên kia có cục tạ nặng quá, tôi ngại chứ không gì. Khoan, đợi tôi xíu, tiếp luật là cái nào này đúng không? Vậy cơ? Ủa? Đó là một vị trà chanh rất là ngon. Nhưng tôi phải biểu diễn chút xíu tại vì tôi không muốn ở gần cục tạ đó. Rồi, mời Luật qua đây. Anh Luật, về đây. Ủa chị Khánh, đến nay chị chọn hai người mà chị không chọn luôn á. À, vậy là định mệnh á, destiny của nhau rồi. Dạ rồi, cho vui nha. Mình sẽ thắng nha chị. Đợi bên kia là đầy đủ luôn. Chị Khánh, mùa sát giám. Ủa gì vậy? Em. Gì vậy trời, tự nhiên vừa qua cái tôi đã xui cho anh tôi sát giám mà hai mình chung một đội. Muốn đổi không?
Tôi muốn đổi thật sự, tôi muốn đổi đây. Tôi muốn đổi chị Lê Khánh qua đây. Chị đồng ý không? Đồng ý luôn. Ủa thiệt hả? Thiệt. Thôi. Là chị nè, em thấy chưa? Không, em đồng ý. Em chơi như thế nào mà tới bây giờ không ai nhận em hết. Tôi đề nghị là em bỏ chương trình này luôn đi. Bây giờ trước khi ta chơi, chúng ta có một cái thông tin như này, mọi người có ý kiến gì không nha? Tức là chúng ta qua mùa thứ 6 rồi đúng không ạ? Đúng. Mùa này mùa thứ 6 và hiện tại đang được rất là nhiều khán giả yêu thương và luôn là dẫn đầu trong top của các trang giải trí ha. Và rating về đài truyền hình cũng rất là cao ha. Bây giờ có một cái thông tin này là nếu như mọi người đồng ý và sản xuất cũng đang tạo điều kiện thì đưa cái chương trình này sẽ outdoor, mọi người ok không? Ê, đề nghị mình kiếm cái xóm với cái chợ đi, mình vô mình chơi cho nó lại. Ý là ý tưởng đưa ra ngoài quay thì mọi người đồng ý không? Đồng ý. Ok mà. Đồng ý, đồng ý. Nó sẽ vui hơn nhưng mà nó sẽ cực hơn. Không sao. Không sao. Quay trong đây cũng cực lắm. Đúng rồi. Okay. Cực nhất là gì? Cực nhất là đó. Vậy thôi, muốn ra ngoài. Muốn ra ngoài để cho bạn này phải lăn lộn ngoài đường. Thấy đời nó không phải như mình nghĩ ở trong đây, hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho hai đội của mình đi nào. Tôi có luôn rồi. Có luôn rồi. Tôi với dạ hai đứa vừa mới có một cái ý tưởng rất là táo bạo. Sao không ai bàn với em vậy? Chúng em không cần mà. Bàn, em là cái người giống như là cơm thêm lên, hiểu không? Ở bên này sẽ lấy tên là Nghiệp. Không được đâu, ghê ghê lắm. Tội nghiệp. Tội tội nghiệp. Đúng tội nghiệp luôn. Rồi bên đây đặt lại tên đi nào. Tội nghiệp. Em sao? Cái tên nó vận vô cái số đội mình đó. Thôi, mình lấy một cái tên mà tất cả mọi người ai cũng luôn muốn lấy. Luôn thắng. Luôn thắng. Bên mình lúc đầu là đội này là lấy cái tên là Thắng Chắc, nhưng mà bên đó quả quyết luôn thắng. Nên bây giờ là đội thống nhất đổi lại là Đừng Có Mơ. Đừng Có Mơ.